Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ. Chiều dài 4,5 m, độ cứng 2. Đấy, khuyên bát Fuji. Đây, quay tổng thể cho bạn xem. Chi tiết bát Fuji đây bạn. Chất liệu carbon SS, độ cứng 2, chiều dài 45. Đây khuyên gần còn tầm khoảng 90% các bạn nhé, còn đẹp nguyên này. Thích hợp các bạn câu chép, câu đài, câu sợi máy. Đây, tem xuất Nhật, nội địa Nhật đây các bạn. Này, đốt ngọn đây các bạn, kẹp đốt ngọn đây các bạn xem, kẹp tầm 2 ly các bạn. Hai ly, ngọn 2 ly, mình rút cho bạn xem. Rồi, ngọn xoắn đây các bạn, đôi bước xoắn của nó đây. Gần như mới, không vết xước. Nói 90% nhưng cũng phải còn 99%. Định giá giảm đi tí vậy. Rất đẹp. Vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần SS, độ cứng 2, chiều dài 4,5 m. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.